Với sự tham gia của các diễn viên Trương Thế Thông, Dương Di, Trịnh Kính Cơ, Lâm Hạ Di, Dương Minh, Lý Lệ Lệ, Lưu Giang, Trình Tử Thành cùng một số diễn viên khác, điều hành sản xuất Phương Tuấn Chiêu, diễn viên Lồng Tiếng, Chí Hiếu, Minh Ngọc, Huy Hồ, Chí Nhi, Thùy Trang, Khánh Văn, Anh Luân, Bình Nguyên, Huệ Phụng, kỹ thuật Lồng Tiếng, Khởi Minh, Cẩm Thuận, Ngọc Tuấn. Thiên nhiên mơ chú, sâu hề. Ngõ sáng suýt tiếc dầu ngã quái sơn thiên, nặng quay này, phương hề. Ngõ gì hò hề, dường này cân phá, yên hơi, đáp giấc mình mê, tình duyên mãi trong si kế. Dòng hò xin yên, quay này dễ ngọn kê. Mình làm gì kiếm hay nghĩ nghĩ Chiến đường Tây Tập 1. Khu chợ Tây Hoàng. Ông bán cá, cá trù hôm nay có tươi hay không? Con nào cũng tươi ngon hết đó. Vậy chọn cho tôi một con vừa tươi vừa ngon đi. Không thành vấn đề. Cô không sợ cá này nhiều xương khó nuốt sao? Thì phải coi mình có chịu bỏ công hay không, hoặc là lột da rút xương làm cá trôi hấp, hoặc là băm nhỏ để làm món cá trôi viên. Còn nếu không nữa thì lấy thịt nấu cháo thôi. Nhưng mà phải nhớ là đừng có bỏ gừng đó, phải bỏ vỏ cam muối thì mới át mùi đất được. Nếu như hôm nào cũng được ăn cơm của chị Tâm nấu đó hả, con nghẹn chết cũng chịu nữa. Bậy bạ, tôi thắt tóc không lấy chồng rồi. Bao nhiêu vậy? Lấy 2 đồng nghe chị Tâm. Cảm ơn. Chị Tâm ơi, Đại Quang, sao lại ở đây vậy? À, trời ơi, Đại Quang, trời ơi, sao cậu kéo nhầm áo người nữa rồi? À, cô Tâm. Cô trai à, sao cô lại đưa Đại Quang ra chợ vậy? Nếu bị chủ của cô biết được là chửi chết cô luôn đó. Đại Quang hả? Cứ đòi tôi đưa nó ra tiệm cắt tóc coi truyện tranh hoài hả? Cứ khóc sùm cả lên, nên tôi mới lén lút đưa nó ra đây đó. Cô chợ, người đông phức tạp lắm, mấy tên bắt cóc lại nhiều, có chừng nó kỹ đó. Mạng của nó còn phí hơn của tôi đó. Tôi có liều chết cũng phải bảo vệ nó mà. Đi nhanh đi. Được rồi, đi đây đi đây. Coi chừng nó đó nha. Được rồi mà. Ý cha, trái dưa này còn bự hơn đầu của tôi nữa. Nếu danh qua thấy thích nó, cứ cắt miếng đem về sở cảnh sát ăn đi. Không cần phiền gì đâu, tôi đem nguyên trái vàng là được rồi. Hả? Anh Lương, có bán dưa hấu hay không? Xin lỗi cô nha, bán hết rồi. Đúng là bán hết rồi. Bộ anh có biết trả tiền mua đồ hay sao? Đúng là khùng mà, cảnh sát mua đồ còn phải trả tiền hả, đúng không? Ăn trái cây chùa hả? Phá người ta làm ăn, hư giết ba má người ta đó. Không cần khó chịu vậy chứ. Chúng ta thân như vậy, chia một chút cho cô ăn ha. Nè cá trôi, miếng này cho cô nè. Ê, qua thu phí, anh ở đây hả? Đúng lúc lắm. Không cần tới sở cảnh sát tìm anh. Xem lại coi số tiền hôm nay đúng không. Đủ rồi, thông minh lắm. Đủ là được rồi, đi trước nha. Anh như vậy khác gì bọn lưu manh chứ? Tất nhiên là có khác biệt rồi. Lưu manh còn phải đưa tiền để tôi bắt người đó. Tâm à, cô đi trước đi, đừng có ở đây gây chuyện nữa. Đúng đó, đừng có gây chuyện nữa. Đi tiện. Đi nhanh đi, truyện tranh bị người ta lấy xem hết rồi. Được rồi, kia. Thì bây giờ đang đi đường tắt với cậu nè. Đó là gì vậy? Là mấy đứa trẻ bị người ta bắt cóc, nên phải dán thông báo tìm người đó. Cậu hả, phải nắm chặt tay tôi, nếu không bị bọn bắt cóc bắt đi đó. Ban ngày ban mặt mà sao đường này không có ai hết vậy? Chúng ta đi nhanh lên đi. Dạ. Trời ơi, coi đường đi bà thím. Làm gì vậy? Anh đừng nói với tôi là anh thích dùng túi tiền kiểu nữ đó nha. Theo tôi về sở cảnh sát. Của má tôi nè. Đúng là của má tôi mà. Chuyện gì? Nó bị rớt ra trên đường tôi nhặt thôi. Hai người quen biết nhau sao? Tây Hoàng có bao lớn chứ, ai tôi cũng quen hết. Hắn móc túi tiền của người ta. Hoàng quá đi anh Hoàng ơi, cái túi tiền bị rớt xuống. Anh im miệng đi. Có phải anh thấy người ta làm rớt túi tiền anh nhặt lại giúp không? Đúng vậy, đúng vậy. Là anh vậy á. Anh tưởng tôi bị khùng hay sao? Anh qua, cứu tôi với anh qua. Nè, đồng nghiệp với nhau thôi, không phải không nể mặt chứ. Trách nhiệm của tôi là duy trì luật pháp, không cần nể mặt.
Thích duy trì luật pháp sao không nhìn hai người kia đi? Vừa nhìn là biết có vấn đề rồi, lén la lén lút, nói không chừng hả? Bắt cóc con nít. Đúng vậy. Ê, anh qua. Lần này đúng là phải cảm ơn anh nhiều. Một chút thành ý. Uống trà. Anh cũng điên thật đó. Kiếm ăn thì đi xa chút đi. Bây giờ có tên ngốc đó tài hoàng nguy hiểm lắm đó. Anh Quá ơi, không nặng phải quá đang gì giùm tôi đi ha. Nhớ không được ăn dụng đó. Anh Quá. Tránh ra. Chạy đi. Tránh ra. Gì kỳ cục vậy? Chạy qua lên đi. Tránh ra. Chạy trước đi, tôi cản hắn. Xin lỗi cậu nha. Xin lỗi nha. Xin lỗi cậu. Mày chính là đồng bọn của hắn. Cũng ném hả? Bắt cướp là nhà chỗ này. Muốn chạy thì vào đội điền kinh đi. Dư hơi. Tâm về rồi hả? Dạ phải. Tâm đa lý. Kết. Ôi trời ơi chị Lan, sao chị lại thắng vậy? Cô Lệ, cô Đông, thức ăn của hai cô con mua đủ rồi. Sao trễ vậy? Kêu chúng tôi làm sao mà nấu kịp đây? Hả? Là mọi người nói muốn làm biến lâu một chút, chơi thêm vài ván bài nữa mà. Ê, cũng không cần trễ như vậy. Làm tôi từ thắng biến thành thua luôn à. Trời. Bây giờ hai người thua tiền thì trút dần lên đầu đệ của tôi phải không? Được rồi, sau này đừng có chơi nữa. Cũng không cần mua đồ ăn cho hai người nữa. Là chúng tôi không đúng, Một mình Tâm mua giúp chúng tôi nhiều đồ như vậy, có mỏi tay lắm hay không vậy? Đúng rồi. Bình thường ở chợ, tiệm nào bán rẻ, tiệm nào lừa người ta, tiệm nào bán đồ ngon, chúng tôi đều không biết. Nếu không có Tâm là ma cũng không linh. Chỉ biết lợi dụng Tâm, không lương tâm thì tất nhiên thua rồi. Cái bà này. Trời ơi, được rồi, quay về chỗ ngồi đi. Sư phụ ạ, thật ra là do con tự nguyện giúp cô Lệ cô Đông mà. Ở chợ mua thêm được vài lạng, trả giá cũng có thể lớn tí hơn mà đúng không? Con không cần nói tốt giúp cho hai người họ đâu. Sao không nói là hai người họ làm biến? Ôi trời, chết rồi, không thấy đại quan đâu hết. Cái gì? Chuyện như vậy trai, từ từ nói đi. Lúc nãy tôi bị người ta vỗ vào đầu một cái thì tôi ngất xỉu rồi. Tỉnh dậy thì không thấy đại quan đâu nữa. Hả? Chắc chắn là do mấy tên đảng bán qua bắt cóc đại quan đi rồi. Vậy bây giờ tính sao? Không được rồi, con giúp cô tới sở cảnh sát báo án, để cảnh sát đi điều tra đi. Được. À, bà nói là bà vừa tỉnh dậy thì thấy mất đứa bé rồi. Vậy bà có đi khắp nơi tìm nó không? Hay là nó quay về nhà rồi? Chó cũng biết quay về nhà nữa mà. Tôi đi tìm khắp mọi nơi rồi. Đại quan nhất định là bị đảng bán qua bắt cóc đi rồi. Vậy được rồi. À, bà đọc cái giấy báo án này đi. Nếu đúng á thì ký cái tên. Vậy là bà đi được rồi. Đi. Nè, ông không phải kêu người chia ra đi kiếm sao? Trễ nữa là không còn nữa đâu. Hay, ngày nào cũng có trẻ em mất tích mà. Chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm rồi, nhưng mà cậu đảm bảo tìm lại được giúp cho hai người đâu? Anh cảnh sát. Cô trai, cô làm cái gì vậy? Có tiền mua tiên cũng được mà. Tiền này không có tiết kiệm được đâu. Mua cái đầu ông ta đó. Ông ta là cảnh sát mà, cứu người là trách nhiệm của ông ta. Ý, nói vậy đúng đó. Có tiền hay không thì chúng tôi cũng làm việc mà. Nhưng mà có tiền thì tất nhiên sẽ cố gắng hơn một chút. Ông chủ cô cho cô thêm chút tiền, cô lau cái bàn cũng sạch hơn mà. Nè, qua thu phí, anh tưởng như gì anh nói là chân lý hả? Anh tưởng ai cũng không có lương tâm như anh vậy sao? Vì nóng quá vậy. Tối nay tôi với cô... Nè, anh nói cái gì vậy? Nấu kê cốt thảo cho cô Hà Quả đó. Cô tưởng là tôi nói gì vậy? Anh câm miệng cho tôi đi. Anh với tôi ngoài việc cùng ở chung Tam Đa Lý ra, tôi với anh không có quan hệ gì hết. Được thôi, tính là chúng ta là hàng xóm với nhau. Có tin tức muốn thông báo cho cô, nhưng giờ khỏi rồi. Anh biết đại quan nhà tôi ở đâu hả? Chúng tôi bắt được tên đảng bán qua, cầm dưới của tôi đang làm việc. Chỉ cần lần theo dấu vết thì sẽ mau chóng tìm lại đại quan thôi. Cái tay thúi của anh đó, chặt luôn cái tay anh bây giờ. Gì dữ quá vậy? Anh nhất định phải giúp tôi tìm lại được đại quan. Cảm ơn anh nhiều.
lấy luôn con cá trôi đen về đợi tin tức đi. Tìm không được anh chết với tôi đó. Con trai đi. Nhất định đó, nhất định phải tìm được đại quan nhà tôi. Cảm ơn nha. Xế mà tôi sẽ không quen người đó đâu. Tôi chỉ đi ngang đó thôi. Mày không biết mà giúp nó chạy chạy hay sao? Ý cha, dùng hình ép cung hả? Anh đừng có nhiều chuyện. Đúng không? Vậy không được đâu. Nắm đấm sao hỏi được gì? Anh được. Anh làm đi. Sếp, sếp làm cái gì vậy? Đừng. Có nghe qua nước tóc chưa? Uống vào rồi á, nó dính vào phổi không lên không xuống, chơi lâu lắm đó. Đừng mà sếp, đừng mà. Không nói thì uống đi. Đừng mà, không. Không uống hả? Tôi làm cho. Đừng. Xỉu rồi hả? Sao yếu quá vậy? Phải chờ tỉnh dậy mới chơi tiếp được rồi. Anh Qua. Anh Qua à, tên Mai Đào mặt mày nhăn nhó đi vào phòng của sếp rồi. Nếu vậy đi xem kịch thôi. Tại sao vẫn còn chưa phá được án vậy? Trời ơi, sao mà lớn tiếng dữ vậy? Đậu quỷ chữ cái gì vậy? Tiếng Anh hay sao? Đâu có biết nói gì đâu. Đâu có biết nữa. Thì bởi vậy. Ê, Bill. Tình hình trong đó sao? Chỉ có Ma Đầu nói, sếp không có nói gì hết á. Ma Đầu ra rồi. Ra rồi. Tốt nhất là làm thành tích cho tôi xem, có hiểu hay không? Ma Đầu nói anh mập quá đó. Chưa nghỉ phép, đợi tới bộ rồi nghỉ. Nghỉ phép rồi, quỷ hết cho tôi. Không phá được án, đừng có về nhà nữa. Sếp à, vợ tôi sắp phải sinh rồi. Mẫu là cậu đi đầu thai, còn không cứ nói ra đời trễ một chút đi. Chú à, con có hẹn rồi. Hẹn người ta đánh bài có phải không? Thôi quỷ hết đi. Là thím đó. Tất cả đều không cần nói nhiều. Bây giờ bên ngoài ai ai cũng đến báo án có trẻ con mất tích. Bọn người anh quốc là quan trọng trẻ con nhất đó. Bây giờ Ma Đầu kêu tôi phải mau chóng phá án là phá án đó. Tóm lại tôi không quan tâm nhiều. Mấy người nhận lương được thì phải làm việc cho được. Phải cho tôi thấy thành tích đi. Vậy là sao? Làm gì vậy? Tiếng Anh không biết à? Nè. Là như vậy. Ý nghĩa của nó là... Ý của cảnh sát Bố Lãng là kêu chúng ta hãy tạo ra một chút thành tích. Là vậy à? Tôi nói rồi mà. Nếu chỉ biết tiếng Anh thì cũng vô ích thôi. Làm cảnh sát quan trọng nhất là cái gì? Quan trọng nhất là biết bắt người và biết phá án đó. Mấy người cố gắng làm cho tôi đi. Đừng bao giờ để không có manh mối, có biết chưa? Dạ, biết rồi sếp. Còn bạn có hẹn với thím sao? Đúng vậy. Theo tôi vào đây. Làm việc. Con trai của mình ra đời cũng không được gặp. Tôi còn phải đi khắp nơi tìm con của người khác nữa. Hết cách rồi. Theo như sếp nói, đã nhận lương thì phải làm việc thôi. Số tiền ít ỏi đó cũng được gọi là lương hay sao? Cái phần dày dày này đây nè, mới gọi là lương chứ. Tiền ở ngoài lần này nhiều hơn rất nhiều đó. Cảnh sát lúc nào cũng nhờ vào phần lương này hết mà. Lãnh lương giỏi rồi. Đi ăn thôi. Đi. Nè, đúng là phiền phức mà. Lần sau nhớ đừng khóa tủ đó. Phần này của anh nè. Sau này đừng có phát cho tôi nữa. Anh không nhận sếp sẽ giận đó. Vậy để tôi nói chuyện với sếp. Vậy thì không cần. Thì cứ lấy đi làm việc thiện đi. Vừa giúp người vừa giúp bản thân. Việc thiện tôi sẽ làm. Nhưng sếp không dùng số tiền này để mà làm đâu. Vì cứng đầu quá vậy. Thôi được rồi, tôi làm việc thiện giùm cho anh ha. Ê, anh lấy số tiền này đi làm việc thiện thiệt hả? Tất nhiên rồi, giúp đỡ tôi nè. Anh biết tôi có nhiều món nợ lắm mà. Ê, Thạch Cửu. Kêu bà trông coi đại quan cẩn thận. Bà trông kiểu gì vậy? Bà đó. Bà chỉ biết nói xin lỗi thôi. Bà làm mất con trai của tôi. Trả lại con trai cho tôi. Tôi xin lỗi. Sao bà lấy người chứ? Con trai đâu phải là người làm của bà. Đánh bẫy thì sao? Bẫy làm mất con trai tôi mà. Tôi đánh bẫy đó. Trả lại con trai cho bà chủ à. Bà đừng có vậy mà. Con trai cũng không muốn đâu. Cô ấy xem đại quan như con của mình vậy đó. Cô ấy thương đại quan thế nào bà cũng biết mà. Tâm mà bỏ đi. Bỏ đi cái gì chứ? Vừa chửi vừa đánh, không xem cô là người gì hết. Bây giờ còn nói chúng tôi không đúng hả? Bà lập tức dọn đồ ngay cho tôi. Sau này đừng quay lại nữa. Ông chủ, ông đừng có đuổi tôi đi. Tôi ở đây làm công hết mười mấy năm rồi. Tôi xem ở đây là nhà của tôi rồi. Bà đó, bà chỉ là người làm thôi. Bà tưởng bà là người nhà của tôi sao? Bà lập tức dọn đồ đi ngay đi. Bà chủ à, tôi cầu xin bà mà. Bà đừng đuổi việc tôi. Tôi hứa với bà tôi nhất định sẽ tìm được đại quan về. Đi ngay đi. Cô trai à, đừng cầu xin họ nữa. Đâu có đáng để làm công cho họ đâu. Chúng ta đi.
Sao rồi? Trai bây giờ sao rồi? Mắt mở to, nói là không ngủ quen giường. Cứ tưởng chỗ của ông chủ mới chính là nhà của mình. Chỉ tiếc là ông chủ cô ấy không coi cô ấy là người trong nhà, khi có chuyện là đuổi cô ấy đi. Làm người làm thực sự khó khăn thật đó. Cũng may là tôi già đi nhanh, muốn làm cũng làm không được. Cũng không thể nói như vậy được. Không phải ông chủ nào cũng khó tính như vậy. Cô xem ông chủ cũ của tôi đi, cả gia đình dọn hết qua bên anh. Cô chủ Tô Phi cũng thường xuyên viết thư gửi về cho tôi hỏi thăm tôi đó. Vậy cũng đúng đó, tình cảm của cô trai với Đại Quang cũng tốt lắm mà. Mọi người có nghe thấy không? Hình như là tiếng của Đại Quang. Không, là thằng nghịch ngợm ở trên lầu suốt ngày lo ó sùm mà. Thì ra tôi đã lầm rồi. Ê, trời ơi, trai à, tôi có cái áo bị thủng một lỗ nè. Cô Mai giỏi hơn, cô Mai lại giùm tôi nha. Đúng rồi, dù sao cô cũng không ngủ được, làm chút việc cũng tốt đó, như vậy khỏi phải suy nghĩ. Đúng đó, giúp đỡ đi. Đi vào đi. Đúng rồi, đi. Đúng là phải tìm được Đại Quang mới có thể giúp được cô trai. Tìm được hay không cũng tùy vào vận may của Đại Quang thôi. Vậy cũng đúng. Số mệnh của Đại Quang tốt như vậy, nhất định sẽ có thể quá hiểm thành lành thôi. Số mệnh của con cũng đâu có tốt, con cũng có thể gặp được sư phụ mà. May mắn là bản thân con đó Tâm mà. Chị em của con thì không may mắn như vậy rồi. Đúng rồi Tâm à, con ra ngoài đã hơn nửa ngày rồi, mau đi về chỗ ông chủ nấu cơm đi. Con biết rồi sư phụ, con biết tính mà. Cô Ý, con đi trước nha. Làm được gái nhỉ của quan trắc chúng tôi, ai ai cũng phải biết được chơi, uống, đàn, hát. Không phải chỉ cô biết ăn, ngồi, ị, ngủ đâu. Đừng nói tôi không nhắc nhở mấy con. Khi còn nhỏ không làm biếng thì lớn cũng sẽ được hưởng. Làm hoa khôi kỹ nữ được người ta phục vụ cũng đỡ hơn làm công nhân cả đời phục vụ cho người ta. Dạ biết. Dì kêu đến rồi hả Tâm? Đến tìm Nguyệt hả? Nó trên lầu đó. Khi con đi tìm nó, đừng có làm hư đồ quan đắc của dì. Dạ con biết rồi. Đẹp thiệt đó nha. Nhìn coi. Dì Tử à. Hả? Lấy giùm tôi đôi bông tai của Trần Thập Nhị Thiếu tặng qua đây, rồi lấy luôn cây trâm cài luôn. Dạ. Nhanh lên một chút đi. Dạ. Nè, bông tai. Cái này là Chu Thập Tam Thiếu tặng đó. Tôi muốn đôi của Trần Thập Nhị Thiếu. Dạ, đây trâm cài. Tâm, sao hôm nay tới trễ vậy? Đại qua của cô trai bị người ta bắt cóc đi rồi. Vậy hả? Tìm không được, đâu biết để ở chỗ nào đâu. Không cần tìm đâu, để chỗ này nè. Có phải đôi này không? Chính là đôi này đó. Đúng là Tâm có trí nhớ tốt mà. Cô có nghe tôi nói không vậy? Có, mà ngày nào cũng có trẻ em bị bắt cóc đi mà. Chuyện thê thảm như vậy không muốn nghe. Đôi bông tai này đúng là hợp với tôi. Cô rất biết tâm ý của tôi đó. Bây giờ Đại Quang đã mất tích rồi, cô chỉ biết ở đây phối bông tai thôi ạ. Cái này cô lo lắng cũng vô ích thôi. Hay là cô nhìn giúp tôi xem phối có đẹp hay không. Đúng rồi, rất hợp đó. Được rồi, đôi này đi. Cũng may chị em của tôi là con sâu trong bụng tôi. Không thôi, nếu như nhờ cô thì chết được rồi. Tôi lấy bộ đồ đi ủi. Cô làm ơn, nói chuyện đừng có khó nghe quá đi. Đúng như vậy mà, đá một cái mới chịu đi. Lần nào cũng là cô làm luôn phần của bà ấy. Nhưng mà chải đầu thì chắc chắn không cần bà ấy đâu. Bởi vì chỉ có cô mới chải đẹp thôi. Được rồi. Tay của cô bị sao vậy? Không có, bị phỏng một chút thôi, không có gì đâu. Để tôi xem. Trời, tay của cô bị chai hết rồi. 10 đầu ngón tay đều bị thô hết rồi. Đàn bà con gái quay giống như cô vậy đâu. Không có sao đâu. Tôi nhờ đôi tay của tôi kiếm sống mà. Bị chai thô một chút cũng đâu có sao đâu chứ. Ông trời thật không công bằng. Tôi không cần làm những công việc nặng nhọc nào hết. Lại có áo đẹp mặc, lại có trang sức đeo, lại có người phục vụ. Còn cô làm đến bán sống bán chết mới kiếm được một chút xíu tiền. Tôi đó, thật sự muốn chia sẻ một chút may mắn cho cô. Tôi mới không cần may mắn của cô đâu. Quan trọng nhất là con đường là do bản thân mình chọn. Vào đi. Chị Cảnh Nguyệt, có người khác muốn mời chị qua bên chỗ Kim Lan nghe hát kìa. Lại là Trang Thập Nhất Thiếu đó. Vậy có phải nói chị không khỏe như lúc trước hay không?
đã từ chối hết 4 lần rồi, từ chối nữa thì không nể mặt thật rồi, cũng phải xả giao một chút. Được, tôi đi nói lại với họ ngay, cảm ơn. Đề à, đã nói là đừng gọi tôi như vậy mà. Cảnh Nguyệt à, Trang nhập thất thiếu đó, có phải thiếu gia ở hãng gạo Thụy Phong Liên không gì? Đúng đó, cả Tây Hoàng đều ăn gạo của anh ta mà. Trời, anh ta có gia thất, có vợ rồi mà. Vậy thì sao chứ, tôi đâu tính làm tỳ thiếp của anh ta đâu. Huống hồ gì, người mà muốn cưới tôi xếp hàng từ Tây Hoàng tới Thượng Hoàng đó. Đã kêu bà gọi xe kéo trước rồi mà, làm đứng đây ăn gió Tây Bắc. Gió cũng đâu lớn lắm đâu, không có sao đâu, tôi đợi ở đây với cô mà. Tới rồi, xe kéo tới rồi. Đúng rồi, nhiều chiếc vậy. Hôm nay nhiều người đi như vậy sao? Chị Cảnh Nguyệt, chị cũng nhận được thư mời của Trang Thẩm Nhất Thiếu sao? Mọi người cũng được mời à? Ngay cả Hàm hàng xá cũng có phần. Cô ta hỏi người ta à? Hay là năn nỉ người ta vậy? Tôi không đi tiện vậy. Là Trang nhập thất thiếu tài giỏi, bao hết đại sảnh Kim Lăng, mời hết kỹ nữ của tứ đại kỹ viện ra uống nước nghe hát, cô không biết sao? Trang Thập Nhất Thiếu đúng là có cách nhìn thật. Tứ đại kỹ viện lại chọn quan đắc chúng ta ngồi bàn đầu tiên. Chị thì cũng khó trách, vẻ đẹp của chúng ta thực sự là nhất rồi mà. Đừng có đắc ý như vậy, người ta nghe thấy đó. Dù sao chúng ta cũng là người cùng nghề, đừng có nói khó nghe như vậy. Với lại bây giờ lại bắt đầu đồn chuyện cấm xương rồi, chúng ta đều cùng ngồi chung một chiếc thuyền, đâu ai rảnh ngồi chung với cô, sợ cô làm thuyền chìm đó. Thế Điệp à, cô cũng không cần lo lắng như vậy đâu, suốt ngày đều nói là cấm xương rồi mà. Cô hãy lo về dừng một chút nữa, Trang Thập Nhất Thiếu không để ý tới cô, tối nay uống công vô ích còn tốt hơn. Được, để xem tối nay ai uống công vô ích. Wow, Trang thiếu gia, anh đúng là bản lĩnh thiệt. Tối nay tứ đại kỹ viện đến đủ hết. Tối nay anh còn không nổi tiếng khắp đường Tây sao? Danh kiếm tặng hiệp sĩ, hoa tươi tặng mỹ nhân. Giúp đỡ em gái nhỏ chút đi. Ai muốn có hoa đây? Cô có lấy không? Còn cô? Đốt hoa hồng vàng xinh đẹp như vậy, nên tặng cho cô gái nào xinh đẹp nhất mới đúng đây. Có phải là ở bên này không? Cho tôi đi. Đẹp quá. Hay là bên này hả? Cho tôi đi. Chị Ánh Nguyệt, sao chị tự tin như vậy? Cô cho rằng cô là người xinh đẹp nhất sao? Ở chỗ này, người xinh đẹp nhất thì tất nhiên là Tiểu Liên rồi. Em có tuổi nhỏ nhất, lại có tiền vốn, ai có thể đấu lại em đây? Tiểu Liên, tặng cho em. Cảm ơn chị Nguyệt. Chị Nguyệt ơi, em cảm thấy chị mới là người đẹp nhất. Quả nhiên tài sắc có đủ, rất hợp với sự giàu có và hiền lành của tôi. Hay là cùng tôi qua bên đó uống đi. Dạ được. Thưa thiếu gia, thưa thiếu gia, tặng hết qua luôn rồi. Nhanh giờ. Trang Thập Nhất Thiếu Gia, anh từng đến quan đắc của chúng tôi, anh cũng rất quen thuộc với chúng tôi rồi phải không? Đúng. Vậy anh có biết Thể Điệp thích ăn nhất món gì không? Là cháo bạch quả đó. Trang Thập Nhất Thiếu à, hả? Tôi cảm thấy ở đây có chút ngợp, tôi ra ngoài hít thở không khí một chút. Được không? Thật là ngại quá. Trang Thập Nhất Thiếu à, lần nào anh kêu người ta tới đưa thư mời tôi, tôi cũng không có tới. Tối nay tôi sẽ tạ tội với anh mới được. Đây, ly này tôi kính anh. Như vậy tôi sẽ say nhanh lắm đó. Chưa uống mà anh đã say sao? Coi chừng bị tới chết.
người ta đã nói là em thích nhất ăn cháo bạch quả, vậy anh có đút em ăn hay không? Đút. Người đâu? Cháo bạch quả. Trang Thập Nhất thiếu gia, cô đứng lên vậy có phải cảm thấy ngộp ngạt không? Nếu thấy ngộp thì cô ra ngoài hít thở đi. Phải đó, ra ngoài nghỉ chút. Uống đi. Nè, chào bà Liên. À, Tiểu Liên, nghỉ bán sớm như vậy hả? Lúc nãy có một người khách mua hết quà của tôi luôn đó. Chị Tam, chị nhìn nè, bông hồng này là chị Nguyệt tặng cho em đó. Đẹp thật đó. Nhưng mà nè, chị cũng có bông muốn tặng cho em nè. Nhìn nè. Wow, là bánh quế quà. Cảm ơn chị Tam. Không cần khách sáo. Cảm ơn cô. Tiểu Liên à, con qua bên đó ăn đi nha. Dạ được. Từ từ ăn nha. Ừ. À, bà Liên à, trên đường về nhà bà nhớ cẩn thận nha. Gần đây có đặt bán qua chuyện bắt cóc con nít lắm đó. Tôi cũng có nghe nói, tôi nhất định sẽ trông chừng Tiểu Liên kỹ mà. Tôi nhìn thấy cô ta là hận muốn thấu xương rồi. Cô Hồ ơi. Nè đây Nguyệt à, có chuyện gì mà cô giận dữ vậy? Bị con mắm tôm trong đó chọc tức đó. Nè đừng có giận nữa, giận hoài cái mặt hết đẹp đó. Thì đúng mà, cũng không biết là đội mình thôi còn ở đó nhảy gớm chết đi được. Đừng có vậy mà, đừng có vậy, nguôi giận đi. Chà, cô có ngửi thấy gì không? Hình như đúng là mùi cá mặn nồng quá vậy nè. Có hôi cũng đâu hôi bằng con mắm tôm đó. Hở ngực hở lưng, tiếng xấu đồng xa đó. Tiểu Liên đi đâu rồi kìa? Có chuyện gì vậy hả bà Liên? Tiểu Liên không biết đi đâu nữa. Hả? Lúc nãy con ngồi ở đây mà. Tiểu Liên, Tiểu Liên, hả? Có người bắt cóc kìa. Đứng lại. Nè bà Liên, bắt Tiểu Liên bắt tôi mà. Bà Liên, đuổi theo Liên, nguy hiểm lắm. Tiểu Liên, bà Liên, đừng mà. Liên à, tôi bắt cóc, đừng có chạy. Đừng bắt cóc, đừng có chạy nha. Không có mùi cá mặn, vậy không phải là anh. Đẹp cô à, tôi là cảnh sát. Có một bé gái bị tên bắt cóc bắt đi rồi. Nhưng nói với cảnh sát các anh cũng vô ích. Tôi đi tìm với cô. Tiểu Liên, Tiểu Liên, Tiểu Liên, Tiểu Liên, Tiểu Liên. Có không? Có tìm thấy cháu gái của tôi không hả? Xin lỗi bà nha bà Liên. Mấy tên xấu xa không lương tâm mà, đều tại tôi không tốt. Sao tôi lại kêu nó ngồi ở đó vậy chứ? Bà Liên à, bà đừng như vậy mà. Không phải tại bà đâu. Bà yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giúp bà tìm lại đứa cháu gái mà. Anh là ai vậy? Tôi là cảnh sát. Lúc nãy anh ta đã đi tìm với tôi rất lâu rồi đó. Mọi người có ai trông thấy tên bắt cóc đó hay không? Có nhận ra mặt hắn hay không? Tôi vậy, nhìn không rõ đâu. Nhưng mà tôi nhớ là lúc đó hình như ngửi thấy mùi cá mặn rất là nồng nặc, còn nghe thấy tiếng ho khem 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 nữa. Nè cậu cảnh sát à, cậu làm ơn tìm cháu gái giúp tôi được không? Tôi chỉ bán bông dạo thôi, tôi đâu có tiền trả cậu đâu. Bà, tôi sẽ không thu phí đâu. Bắt cướp cứu người, đó là trách nhiệm của cảnh sát chúng tôi. Lúc nãy xin lỗi anh nha. Không sao đâu. Nè bà, bà theo tôi về sở cảnh sát báo án đi. Được rồi, được rồi. Cảm ơn cậu cảnh sát nhiều nha. Mới tới hả? Chưa gặp qua vậy? Anh ta đúng là hơi khác với mấy tên cảnh sát khác đó. Vậy sao? Thì lịch sự hơn thôi. Đừng nói anh ta nữa. Mong là mau chóng tìm được Tiểu Liên đó. Lạnh quá đi, cô đi à. Về cô Tư, tự cô về trước đi. Nghe Tâm, đi theo tôi. Không được nói không đâu đó. Quang đã
sao nhìn bảng hiệu của Quan Đắc mà thừa người ra vậy? Đây ạ. Cô có nhớ 20 năm trước chúng ta bị người ta bắt cóc tới đây hay không? Chuyện xưa cũ rồi còn nhớ tới làm gì nữa chứ. Tôi không muốn Tiểu Liên bị giống như chúng ta vậy đâu. Đi về nhà tắm một cái, ngủ một giấc, ngày mai mới tính đi. Cô cũng về nhà nghỉ ngơi đi. Đi đi. Cậu lại muốn đập tao đó nữa hả? Vừa mới có một bé gái bị đảng bán qua bắt đi rồi. Hơi, đánh không có ích gì đâu, phải hù hắn mới được. Lần trước tôi cũng gần được rồi. Anh giống như đang đùa với tôi thì đúng hơn. Phạm Nhân đâu rồi? Chú Tài chuyện gì vậy? Tên mập đâu rồi? Lúc nãy gọi ở đây mà. Ê, chìa khóa của tôi đâu mất rồi? Chắc là canh lúc tôi đang ngủ say kêu mất chùm chìa khóa của tôi rồi đó. Hai tay của hắn bị còng lại, làm sao mà khều được? Nè, cậu nói vậy có ý nghĩa gì đây? Nghi ngờ tôi sao? Tôi nghi là có người đã nhận tiền thả người. Cậu đừng vu oan cho tôi nha. Nè, bình tĩnh chút đi. Vậy nếu bây giờ sếp hỏi thì nói sao đây? Nói thiệt đi. Có phải cậu muốn tôi mất việc không? Chú Tài, bây giờ phạm nhân chạy mất rồi, so với việc chú mất việc còn nghiêm trọng gấp trăm lần đó, biết không? Đủ rồi, để phạm nhân thoát là chuyện lớn, nhưng mà nếu lên báo thì không xoay chuyển được đâu. Hay là vậy đi, tôi dẫn anh em ra ngoài tìm. Tìm không được suy nghĩ cách sau. Sao cháu này lạc quá vậy hả? Nè Tâm, cháu này chưa bỏ muối hả? Bà chủ ạ, tôi muốn xin nghỉ phép mấy ngày. Không việc gì tự nhiên xin nghỉ. Tôi phải đi tìm Tiểu Liên. Đã báo án rồi thì đợi cảnh sát làm việc là nhưng được. Nhưng mà tôi không tìm được, tôi cảm thấy không yên tâm. Sợ cô luôn đó. Mất công lại nói chúng tôi không có tình người nữa cho cô nghỉ một ngày. Không được đâu ông chủ ạ, tôi muốn xin nghỉ phép mấy ngày. Hôm nay tìm không thấy thì mai tìm tiếp, tìm tới khi tìm được mới thôi. Cô tưởng cô là vui hay sao? Không được đâu. Nếu là như vậy thì tôi xin nghỉ việc không làm nữa. Xin lỗi nha bà chủ. Tôi nói rồi mà, tìm người là trách nhiệm của cảnh sát chúng tôi. Cũng tốt mà, thêm một người tìm thì cơ hội tìm được sẽ lớn hơn. Ở đây người nào cũng có mùi cá mặn hết. Nhưng mà nếu như có bị ho nữa thì cũng chưa chắc là hắn ta đâu. Không phải đâu, chỉ cần để tôi nghe thấy lần nữa thì tôi nhất định nhận ra hắn được mà. Ý, nè anh bị ho hả? Cổ có đàm thôi mà, làm gì vậy? À không, tôi muốn hỏi là nhà vệ sinh công cộng ở đâu vậy? Đi thẳng quẹo trái. Cảm ơn. Rồi có liền. Chờ sau khi ăn mì xong để tôi đi tìm là được rồi. Cô cũng phải làm việc mà. Không cần, tôi có thời gian mà. Tôi vừa mới xin nghỉ việc rồi. Có phải cảm thấy tôi ngốc lắm không? Vì muốn tìm Tiểu Liên bỏ cả công việc của mình. Chỉ cần là cô cảm thấy đúng, không cần quan tâm người khác nghĩ gì. Nếu như sư phụ của tôi cũng nghĩ như anh vậy thì tốt quá rồi. Đồ đệ là do sư phụ dạy ra mà. Tôi không nghĩ là sư phụ cô không hiểu cô. Tôi thật sự cảm thấy anh rất là khác với những cảnh sát khác. Bọn họ chỉ khi nhận được tiền mới làm việc thôi. Tôi cũng không quan tâm người khác nghĩ gì. Tôi làm cảnh sát chính là để duy trì chính nghĩa. Phải rồi, tôi còn chưa biết anh tên gì nữa đâu. Thẩm Nhất Nhiên. Tôi tên là Lương Tâm. Tôi giống như anh vậy, ghét nhất là mấy cảnh sát chuyên thu phí. Qua thu phí, tại sao anh ở đây vậy? Sao anh nói là anh đi tìm tên mập đó mà? Thì tôi nhận tin tức là hắn đang ở bên trong. Uổng công sức rồi, hắn không có ở đó. Đừng tin anh ta, hắn nổi tiếng mê cờ bạc đó. Chắc vào đó đánh bạc chứ gì. Cảnh sát chúng tôi đang bàn công việc mà, tới lượt phụ nữ mấy cô xen vào sao? Anh dám nói là anh không phải hả? Đúng là không phải. Nha, qua thu phí. Làm gì hả? Thua hết tiền rồi, cả túi tiền cũng không cần luôn hả? Lần sau kêu luôn bạn của anh nha. Còn nói không phải, tôi nói anh không phải là người thì đúng hơn. Bao nhiêu con nít bị bắt cóc, anh cũng không đi tìm, lao đi cờ bạc như vậy. Tôi nói cho anh biết, trong ngày hôm nay không tìm được tên mập đối diện, anh đừng trách tôi không nói tình cảm đó. Chuyện để phạm nhân trốn, tôi sẽ không che giấu cho mấy người nữa đâu.
Không cần căng thẳng vậy chứ. Thì giờ tìm nè. Vậy đi ha. Kéo tôi vô đây làm gì vậy? Nè, lần trước cậu đưa tiền kêu tôi giả ngủ gục để tên mập đó chạy. Bây giờ không làm đâu, tôi trả lại cho cậu nè. Cậu mau bắt tên mập đó về đi. Bình tĩnh chút đi chú Tài. Bình tĩnh, Thẩm Nhất Nhiên cậu ta hả? Sẽ làm đúng theo quy tắc đó. Lần này đúng là bị cậu hại chết rồi. Rút cuộc cậu nhận bao nhiêu tiền của tên mập đó vậy? Không có. Không có, sao kêu tôi làm? Anh Qua, có tin tức của tên mập rồi. Hình như hắn đang đi vào ổ của mình. Tôi và cậu Bill đang theo sát hắn rồi. Con cá đó cuối cùng cũng cắn câu rồi. À, thì ra cậu luôn cho người đi theo tên mập đó. Mà khoan đã, cậu kêu tôi cố tình thả tên mập đó ra, sau đó kêu người theo dõi hắn. Ê, cậu muốn làm gì vậy? Chiều này của anh Qua gọi là bắt thả Tào Tháo chính là muốn tìm được cái ổ của mấy đứa nhóc đó. Sai rồi, chỉ là để cứu đứa nhóc đó thôi. Tiền thưởng? Ông cũng biết mà, bây giờ có nhiều con nít mất tích tới như vậy, đám anh em của tôi đúng là làm gì không ngừng nghỉ chút nào. Ông nói coi, nếu như có một chút tiền thưởng có thể kích thích sĩ khí một chút thì đám anh em của tôi sẽ cố gắng nhiều hơn, nhất định có thể giúp hai vị tìm vị công tử về. Vậy tôi nên trả bao nhiêu tiền thưởng để kích thích sĩ khí đây? 10 đồng. Là 100. Nhiều vậy à? Không có nhiều đâu, tốn có một chút tiền mà tìm được con trai hai người về đáng lắm rồi. Được, bây giờ tôi cho cậu 50 để con trai tôi an toàn trở về, tôi sẽ trả số còn lại. Vậy tôi thay mặt đám anh em của tôi cảm ơn hai vị trước. Không cần lo, nhất định tìm được mà. Có tiền thưởng có thể ăn nói với đám anh em, còn bắt được tên bắt cóc có thể ăn nói với cấp trên. Một phát trúng cả hai rồi. Nếu là lúc trước thì số tiền thưởng này chúng ta cầm chắc trong tay rồi, nhưng mà tự nhiên xuất hiện cái tên ngốc đó cản đường cản lối. Hơi không có sao đâu, nói chung có tiền thì mọi người cùng chia. Trời thì sắp tối rồi, mấy cửa tiệm cũng sắp đóng cửa rồi, không hỏi được gì nữa. Cô về trước đi, tôi tìm thêm một chút nữa. Không được, một ngày chưa tìm được tôi sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu. Cô có ngửi được mùi hôi chua hay không? Ừ, chắc chắn là mùi nước cám trên xe kia rồi. Gần chỗ này có trại heo hay sao? Ờ ha, không phải cho heo ăn, không lẽ là con nít sao? Ăn cơm đi. Chắc là ở chỗ này rồi. Dòng ra sau coi thử. Cái tên mập này cũng không ngu lắm đâu, chắc chúng ta đi vòng vòng như vậy đó. Bình tĩnh chút đi, nghĩ coi dùng số tiền đó thế nào còn hay hơn. Ý, tên gốc đó sao lại ở đây vậy? Lương Tâm cũng theo tới luôn kìa. Cứ kiểu này á, có thể họ bắt được chúng trước ta đó. Cái tình ngốc đó, đúng là không có gì tốt mà. Ý, Thằng Mập, có phải mày bị đám cảnh sát bắt rồi sao? Sao mày trốn ra được? Cái tên cây cụng đó cứ ngủ gật nên tôi mới trốn được về đây đó. Đám cảnh sát chỉ biết thu tiền thôi mà. Ê, ngày mai phải đem hết hàng lên tàu, mau vào cho chúng ăn no, cho chúng ngủ sớm đi. Sao bây giờ? Bây giờ cứ vậy xuôi dòng không cứu được đám trẻ nhỏ nữa đâu. Chờ chút nữa. Bây giờ cho tụi bay ăn cơm, tụi bay ngoan ngoãn cho tao, yên lặng nghe chưa? Nếu không á, tao ném hết tụi bay xuống sông. Ê, đi tiểu cái đã. Làm xong ra đây hút nước thuốc trước. Rồi, nè, cô Uy, ra hút thuốc đi. Ừ. Bọn chúng ra ngoài hết rồi, cô có kẹp tóc hay không? Có nè. Nè,快点！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 
Đợi chị ở đây nha, chị sẽ về ngay. Về đi, giải hết gì xảy cho tôi. Nè, nè, bắt hết đi. Bắt hỏi gì xảy đi. Bắt hết. Nhất Nhi, Nhất Nhi, Nhất Nhi, nè, tính lại đi. Cô cũng thấy đó, tôi đã dũng cảm cứu sống Nhất Nhiên đó. Nè, không cần cảm ơn tôi đâu, lại nhét tiền vô túi cậu rồi. Nhớ đó nha, bắt cướp hả? Phải nhờ vô chỗ này nè. Không cần lo lắng, sẽ gặp được nhanh thôi. Đây, ra rồi, ra rồi. Tử Liên cô có sao không hả? Không sao, cũng may các chị Tâm cứu con ra. Cảm ơn cô nhà cô Tâm. Tôi còn muốn cảm ơn cậu cảnh sát đã cứu Tiểu Liên ra nữa đó. À, không cần cảm ơn, là trách nhiệm của cảnh sát chúng tôi mà, có phải không? Nè, có phải rất muốn biết làm sao chúng tôi tìm thấy ngôi nhà quan đó không? Tên mập đó là tôi cố tình thả đi đó. Sau đó thì anh Qua phái chúng tôi theo tên mập đó, rồi sau đó dẫn rắn ra khỏi hang, tìm được ổ của hắn, rồi một lưới bắt gọn luôn. Nhưng mà không cần khen tôi đâu, tôi dễ tự mãn lắm, có đúng không? Sao đi, sao đi, sao đi. Mọi người, cảnh trưởng Bố Lãng và thám trưởng Lữ có vài lời muốn nói với mọi người. Nè, mọi người, hôm qua cảnh sát chúng tôi đã phá thành công một tập đoàn chuyên bắt cóc mua bán con nít, cứu thoát mười mấy đứa bé vô tội để chúng có thể trở về đoàn tụ cùng người nhà của mình. Hay quá, hay quá, hay quá, hay quá, hay lắm. Hành động lần này sở dĩ có thể thành công được như vậy, đúng là phải cảm ơn đội cảnh sát đây đã luôn luôn cố gắng để duy trì trật tự an ninh. Hay quá. Các anh đúng là đã đạt được thành tích đáng nể, làm rất tốt. Hay lắm. À, cảnh sát Bố Lãng, thám trưởng Lữ, hay là các anh cùng các thám viên cùng chụp một tấm hình và các bạn nhỏ đi. Ê, không cần đâu, chúng tôi không thích khoe khoang vậy đâu. Cùng lắm là giúp cảnh trưởng Bố Lãng và thám trưởng Lữ chụp thật đẹp là được rồi ha. À, vậy hai người mời nhìn qua bên này ha, chuẩn bị nha. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Đẹp lắm, đẹp lắm, đẹp lắm. Tôi đăng ký rồi. Tôi đăng ký rồi. Tôi cũng vậy, tôi đăng ký rồi.我想说的有哪位想听能为你欢喜我已可喜让你更加远去踏着命里情愿埋藏自己未来明知无人能记起 我不会得到半点反应，来让我。